dưới cái nóng oi bức. Chỉ cần pha một cối Nestle với nước lạnh, quấy đều rồi thêm đá, bạn sẽ có ngay một ly trà chanh Nestle mát lạnh và sảng khoái, làm tan ngay cơn khát của bạn. Nestle mát lạnh thật đã khát. Giới thiệu bộ quà tặng độc đáo mừng xuân của Nestle.